ngon. Không có cái miếng nào ngon bằng cái miếng ba chỉ đấy đâu. Mọi người nhá, hôm nay bác Đặng đã quay trở lại và lợi hại hơn cả ngày xưa rồi. Chỗ này bao nhiêu hả bác Đặng? 150. 150, ngon chưa? Hôm nay là bác Đặng sau 2-3 tháng rửa tay gác kiếm này bắt đầu đi rồi nhá. Cô ở đâu mà cô xem Facebook của cháu? Bên Thùy đây, xem khắp nơi rồi. Đến xem Chợ Tây ở chỗ nào nhỉ? Mai có clip này xem nhé. Cô cứ sợ cô lên hình chứ cô bịt khẩu trang kín như vậy. Ở bên Thái Thụy sang tận bên Hồng Thái để mua thịt chó này. Mai cô giới thiệu cho mọi người sang mua thịt chó ngon nhé. Nhưng mà sao biết cái quán thịt chó ngon ở đây mà sang mua về? À, gốc ở đây ông lấy chồng bên đấy à? Mơ lông riềng xả chanh ớt bác Đặng vẫn chuẩn bị đầy đủ. 3 tháng rồi mới quay lại. Bên này trời nó nóng quá. Nhưng hôm nay trời bắt đầu nó mát rồi. Tối nay về để xem. Đây ngã ba sung sướng đây. Trước thì ngã ba sung sướng có một chị bán lòng lợn, nhưng còn đợt này chị thấy nó hết sung sướng thì chị chuyển cái ngã ba khác. Chuyển đi chị bán lòng lợn chị chuyển đi cái ngã ba sung chín rồi. 150. Hai cái đùi chó như thường lệ treo lủng lẳng luôn, như cái quả đồng hồ quả lắc để phục vụ bà con. Đấy, bác Đặng vừa cầm ra một cái đùi thịt chó ngã ba sung sướng của bác Đặng là đỉnh luôn. Bác nào mà về Thái Bình mà cứ muốn sang nhà bác Đặng ăn thịt chó thì cứ lên tiếng ấy. Từ cầu Trà Giang về nhà cô có xa không? Rồi này. Cắt cho bà anh 150. Bà cứ tính một mâm khoảng 70-80. Bán bằng giá người ta rồi. Tiền chó. Chó nó bắt giá cao rồi. Chó nó bắt giá cao đấy. Ăn miếng thịt chó xem coi nhá, nhớ mà nẻ. Đấy nẻ. Có vẻ ngon phết. Ô hay, ngon mà. Mới đấy nhỉ? Chó mới tinh, nước nó chảy ròng ròng các bạn thấy không? Chó để mà không mới không bao giờ có nước kia. Nạc không? Ngon. Chó ở trong đó bắt chó. Nhìn nó muốn ăn đấy. Giá thì đã giá cao, bán thì bán bằng bình dân như ấy. Chó giờ mua toàn 90-95. Nó không có chó. Buôn cá chuối bảy mươi 75.000 có cả đồ cuốn, có cả chả, vẫn còn nóng nhiệt. Chả ăn chả không ăn được cá, chó thì bên nó có ăn uống dẻo thì chó là chả. Mẹ dưng thì chó đặng mẹ về sư như chị thực sự đấy. Sơi thì sơi như trĩ. Bảo đảm ngon. Đúng, lấy cho anh cái đúng đoạn ba chỉ. Zalo Viber cũng là một cá chuối ăn được. Cung cấp thông tin hai chiều. Bệnh nhân cung cấp thông tin về bệnh của mình cho thầy thuốc. Lấy trăm đi. Trăm đi. Để chỉ dẫn cho bệnh nhân. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cắt bệnh tiếp nhân đây nhá. Quá ngon thì còn gì đây này. Thậm chí có thể phải thay đổi thuốc và chiến lược. Ui giời, cái miếng đấy, ui giời. Các chuyên gia y tế như cho ăn khổ khổ. Như cho gạo.
đêm nay ở đâu mà nuôi ấm mới gặp này, nuôi ấm mới gặp được nhỉ. Nấu ăn tốt không? Đã lên trước lâu chưa? Lên lâu rồi. Ông ngoại, ông nội. Nhớ được chưa? Sụn đấy. Chị Nga gì? Đấy con hai. Bán quánh quấn ở bên trận thượng gì? À, ừ, đúng rồi. Biết thừa. Trên cả biết. Học cùng với Nga nhà tớ. Vâng, tuổi Nga đó. Em đi về rồi đang nghĩ lên. Nga lấy chồng ở Vĩnh Phúc cơ mà. Ừ. À, đi về rồi nghĩ đến thịt chó của bác phải quay lại. Thế thì mình ngon rồi mình chơi đấy. Nhưng mà cũng lâu lâu mới về quê nhỉ, bởi vì đi chợ suốt. Vậy á? Gần. Thôi dám mơ về nhà em. Bữa ăn bánh cuốn của cái chị gì ở Bắc Dũng ấy. Thế chị bảo là chị bảo là ở bên chợ thượng có một chị ở người quê mình sang bán bánh cuốn ở bên đấy. Đã mới biết. Ngon chưa? Không ấy rồi. Không lấy mắm cho thằng Phách rồi. Ờ nhỉ. Có cần gọi điện lại không? Nhớ đâu chưa về, đã thấy về chưa? Không, cái này không thể chấm muối trắng được. Nó phải mất đi 30% độ ngon ấy, đừng có chấm muối trắng. Cứ phải mắm tôm. Ông Đặng không nhận đâu? Nó mất đi 30%. Sẵn nó xa vậy mua lên lên là 200 nhỉ. Yeah. Chị là hơn Nga nhiều tuổi không? Vậy là hơn 10 tuổi cơ. Ốc không lấy năm ốc, về em vặt lắm ốc mà lông nhà em. Thịt chó gia truyền riêng phải là gia truyền luôn. Kiến Lon, nhà ở bên đấy. Hôm nay thì thân thiện lắm rồi. Hay mua mà, lần trước gặp anh rồi đây. Hôm quay gặp anh mua ở đây này. Anh ở đâu nhỉ? Lần trước gặp anh mua ở đây rồi đây. Hai quán nhưng mà thường nhưng thôi. Mà không muốn ăn. Thường thôi. Đây này, miếng thịt chó nó phải chảy nước, nó phải chảy đây này. Ừ. Nhìn chưa? Ừ. Nó phải có nước này nó mới ngon. Chứ mà nó cắt ra nó khô không khớp thì ai mà ăn, đúng không? Đấy. Rồi đấy. Đây, ông Đặng chỉ nghỉ thôi là bao nhiêu người hỏi. Đây là cậu làm ấy à? Cậu làm đây chả làm gì cả, thích thì ra quay. Quay. Đi ăn đi. Đúng rồi, thế thôi, đấy. Dư rồi. Dư rồi thôi. Nhìn thịt chó suốt từ hôm không gặp anh. Đấy ông Đặng đấy chưa? Ông... nhìn thấy anh kéo phát là kiên bỏ kia Đặng chó kìa. Ông Đặng, ông Đặng kể ra lợi hại vết gì. Phải phải đúng chó đây nhỉ? Đúng chó ông Đặng, đúng chó ông Đặng thì mới mua. Rồi, còn không phải nhìn vẽ đi. Ờ. Nhiều người, kiên bỏ nhiều người nó ăn rồi. Cái thịt hiền nó bắn cá cho người nữa đâu cháu. Ông ơi, cháu đang quay để tẹo này. Không, đang bỏ cái thằng bắn cá. À, Xuân Cước, ở Xuân Cước. À, đấy, quay đi. Con trai ông Tôn. À, con trai Tôn đấy. Dạ. Ông sang mua cá ủng hộ anh đi. Cái nhà cái Tôn qua hàng không vào khai trương thấy. Kính chào quý vị và các bạn. Cái Tôn đi đấy. Không cần phải ăn, chỉ cần quay đó. Này trăm mấy? 70.000. 70.000 được bao nhiêu thịt chó luôn? Quá rẻ luôn. Vừa bán vừa cho. Cậu ở trong này à? Nhà em ở Cầu Bộc. À.
cá đến qua rồi nó phải chuyển thịt chó, hiện nay mà ăn cá nó chó. Cá ngon mà. Tóm lại nhà tôi có hôm qua ba người thì có tôi với con ăn thôi, còn vợ tôi không. Vợ ông ấy chỉ thích ăn thịt chó thôi. Thịt chó thôi. Thịt chó nhưng mà phải đúng không đặng. Đấy, đây một lồng. Rồi, còn nếu mà đéo phải chó đặng là đéo ăn. Củ sả với lại lá mơ thì có. Ôi, cho vào cháy rồi. Triển khai dịch vụ phun thuốc sâu bằng máy bay không người lái, nắm cơ sở kết hợp với việc tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc ảnh hưởng đến nông dân. Giàn hàng giàn bồn trước khi bôi cần phải đắp đều trong chai đùi quả đan, sau đó đổ ra bình và pha thêm nước. Sau khi phun thuốc với 3 giờ gặp mưa thì cần phải phun lại với nồng độ và liều lượng để góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn địa phương. Chủ yếu là vaccine phòng các bệnh viêm lao sởi và viêm não. Trong quá trình triển khai tiêm chủng, Sở Y tế xã đã an toàn. Hoạt động tiêm chủng được tổ chức trở lại phù hợp với tình hình. Chỉ tiêu 15. Quá ngon. Đối tượng xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Chỗ này 100.000 rẻ chưa? Thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm. Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chính quy theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Nói chưa đầy đủ. Được liên thông trình độ cao đẳng đại học cùng chuyên ngành. 100.000 bốn lạng, quá là ngon. Cơ sở 1 là 44 Cô Cộng Hòa, thị trấn Kiên Dương, gần chưa nhận đồ hộp Kiên Dương. Quá ngon. Không có cái miếng nào ngon bằng cái miếng ba chỉ đấy đâu. Thịt chó ông Đặng vẫn là nổi tiếng, người mua mầm. Kia tí cho ấy cái gì ấy thì mà coi như múc nước. Trả lại tiền. Hôm nay bác Đặng sau khi mà cái ngã ba Sục Sướng này đường người ta làm xong ấy, thì bác Đặng đã đi bán thịt chó và rất là chạy nhé. Nãy giờ bán nguyên hoàng cái đã hết gần con chó rồi. Đó. Thì video hôm nay thì muốn ghi lại cái cảnh cái ngã ba Sục Sướng mới rồi bác Đặng bán thịt chó để chia sẻ cho mọi người. Thì chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Bây giờ thì trời cũng tối rồi, cũng phải đi về thôi. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Thấy Bình Quê Lúa nhé. Nhớ đăng ký, ủng hộ và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn mọi người nhé, tạm biệt. Hello, kính chào các bác nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thái Bình Quê Lúa. Thì vừa mới đi mua thịt chó của bác Đặng về xong. Đây, một đĩa thịt chó bác Đặng bán cho 100.000 đấy các bác này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đấy, 100.000 một đĩa thịt chó này bác cân cho là gần 5 lạng đấy. Đó. Thì đợt này trời nó nóng mà khoảng 1 tháng nay bác không ra bán thịt chó ấy. Thế là hôm nay mà bác ra bác bán thì muốn mua một ít về rồi ăn thịt chó rồi chia sẻ cho mọi người. Chứ nhiều người nhắn tin là ăn thịt chó ngã ba Sục Sướng lắm. Thì có cả lá mơ với lại sả này, mắm tôm nhá. Bây giờ ta bắt đầu à. Đây có cái này là rượu chuối hột này, mới ngâm được có khoảng độ 10 ngày nay. Chuối hột rừng ở Tây Nguyên. Đây là rượu chuối hột nước đầu nhé, đặc kịch luôn. Đĩa này 100.000 mà phải được 5 lạng đấy. Đấy. Và mọi người nhá, hấp dẫn chưa?
ăn thịt chó thì mắm tôm đây. Đầu tiên mình phải lấy ghế qua đây, lấy mơ cuốn nó vào. Đây, miếng thịt chó đây nhé. Lá mơ đây, cuốn nó vào. Cuốn nó vào này nhé. Nó là mình chấm đây. Mời các bác nhé. Thịt chó ngã ba sung sướng đã trở lại đây. Đây là riềng. Chuyên ăn mấy cái đĩa cổ này này. Đấy, đĩa trắng đen cổ không biết là từ năm bao nhiêu. Ê xả. Tuyệt vời luôn. Mời các bác uống rượu suối hột nhá. Đợt này nó nóng lắm, nên là thịt chó thì nhiều người nó nóng quá thì cũng không thích ăn. Nhưng mà cả tháng này, hôm nay cuối tháng thì bác lại mới bán để ra mua một ít để ủng hộ với lại cả về rồi cùng ăn. Rồi mời các bác là thưởng thức cái món thịt chó ngã ba sung sướng rồi nhé. Em là VIP nên là mua 100.000 được nhiều lắm, bác bán rẻ lắm, 100.000 bác bán ra hẳn 5 lạng luôn. Ngon quá. Các bác nào mà không thích thịt chó thì bỏ qua clip này nhé. Ngon lắm. Ăn đây mấy miếng rồi nó ngon miệng thì chia sẻ cho mọi người thôi chứ ăn nhiều quá nó cũng đau khớp ấy. Nhưng mà nó ngon thật. Đau thì đau cũng phải làm vài miếng. Đây. Cho lá mơ vào. Chấm mắm tôm. Ngon lắm. Nói bác nhá. Tối nay sẽ có clip full bữa ăn thịt chó này. Mọi người nhớ đón xem nhé. Đấy. 100.000 năm lạng luôn, bác bán rẻ hơn. Thịt chó ở đâu không biết, em cũng chưa được ăn. Nhưng mà nếu đối với em cũng đi nhiều nơi được. Thịt chó Thái Bình rất là ngon. Luộc nhưng mà người ta luộc với vị nó ngọt, nó đậm. Miếng thịt chó dai, ngọt, mềm. Gan mềm. Rồi bùi. Rồi bùi lắm. Ăn không được gì. Ăn không muốn dừng luôn. Ngon thế. Đừng quên đăng ký kênh YouTube để ủng hộ em nhé. Thái Bình quê lúa. Thôi.
cùng ăn thịt chó nha.